Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cổ phiếu tụt dốc VinFast đối mặt với kiện tụng ở Mỹ. Ngày 15 tháng 4, AFA tiếng Việt loan tin vụ kiện tập thể VinFast, hai hãng luật đã đệ đơn tại tòa án quận ở New York. AFA cho hay một địa phương của tiểu bang Utah dẫn thông cáo báo chí từ hãng luật Boomerang hôm 12 tháng 4 cho biết một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại công ty VinFast và một số lãnh đạo nhất định tại tòa án quận phía đông New York và được ghi trong hồ sơ số 24CV02750. Hãng luật này thông báo những ai là cổ đông đã mua hoặc mua lại chứng khoán VinFast trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 17 tháng 1 năm 2024 có thể yêu cầu tòa án bổ nhiệm làm nguyên đơn chính của vụ kiện, có thời hạn đến ngày 11 tháng 6. Bên cạnh đó, AFA cũng cho hay công ty luật Robbins Geller cũng có thông cáo báo chí cho biết thêm vụ kiện có tên là Comore kiện VinFast Auto Limited. Theo đạo luật chứng khoán năm 1933 và đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934, theo AFA, bị đơn của vụ kiện này là công ty VinFast ở Mỹ cùng hàng loạt các lãnh đạo như Phạm Nhật Vượng, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Vân Trinh, và tòa cũng đã ban hành lệnh triệu tập. Hình ảnh bản tin trên AFA. Nguyên đơn là Jeremy Comore và thẩm phán chủ tọa là Robert M. Levi. Hãng luật Robbins Geller cho biết cáo buộc của vụ kiện này VinFast tự mô tả mình là một nền tảng di chuyển toàn diện, sáng tạo, tập trung chủ yếu vào thiết kế và sản xuất xe điện, xe máy điện và xe buýt điện cao cấp. AFA cho biết vụ kiện tập thể của VinFast cáo buộc rằng các bị cáo trong suốt 4 tháng cuối năm 2023 và tháng đầu năm 2024, cũng như trong các tài liệu chào bán đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hoặc gây nhầm lẫn và hoặc không tiết lộ rằng VinFast thiếu vốn để thực hiện chiến lược tăng trưởng mục tiêu của mình. VinFast sẽ không thể đạt được mục tiêu giao hàng trong năm 2023 và theo đó VinFast đã cường điệu hóa sức mạnh của mô hình kinh doanh và năng lực hoạt động cũng như triển vọng kinh doanh và hoặc tài chính sau sáp nhập. Vẫn theo AFA, vụ kiện tập thể VinFast còn cáo buộc rằng vào ngày 15 tháng 10 năm 2023, một hãng tin quốc tế đã xuất bản một bài báo có tựa đề VinFast mở rộng sang Đông Nam Á, huy động thêm vốn. Trong đó tiết lộ VinFast sẽ cần huy động rất nhiều vốn để tiếp thêm cho kế hoạch mở rộng toàn cầu của mình và sẽ dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ VinGroup và người sáng lập Phạm Nhật Vượng trong 18 tháng tới. Trước thông tin này, giá cổ phiếu phổ thông của VinFast đã giảm hơn 18% theo đơn khiếu nại. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. Sau đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, đơn khiếu nại tiếp tục cáo buộc rằng VinFast tiết lộ họ đã giao tổng cộng 34.855 xe điện vào năm 2023 và không đạt được mục tiêu giao hàng. Giá cổ phiếu của VinFast cũng đã giảm theo sau tin tức này. AFA tiếp tục cho biết hồi tháng 11 năm 2023, hai hãng luật tư nhân tại Mỹ là Robbins Geller Rittman and Dowd cùng với Boomerang đã ra thông báo tìm kiếm khách hàng có nhu cầu điều tra về khả năng vi phạm luật chứng khoán Liên bang Mỹ của công ty VinFast. Khi đó, bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc phụ trách pháp chế công ty VinFast, cho rằng việc kiện tụng tại Mỹ là hết sức bình thường. VinFast sẵn sàng cho vụ kiện tụng từ khi bắt đầu triển khai kinh doanh tại Mỹ và luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. AFA cho biết thêm, sau khi sáp nhập với mục đích phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn Nasdaq vào tháng 8 năm 2023, cổ phiếu VFS nhanh chóng đạt đỉnh với mức giá 92 USD, nhưng chỉ còn lại khoảng 5 đô la ở thời điểm hai công ty luật nói trên thông báo tìm kiếm khách hàng để kiện. Cho đến nay, cổ phiếu của VinFast đã đâm thủng đáy 4 đô la và chỉ còn giá khoảng 3,6 USD một cổ phiếu khi kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 12 tháng 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin cổ phiếu tụt dốc VinFast đối mặt với kiện tụng ở Mỹ. Người Việt nghi ngại Trung Quốc vì cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn các nước trong khu vực. Ngày 14 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài khảo sát
Người Việt tin tưởng Mỹ, nghi ngại Trung Quốc, vì sao? VOA cho biết cuộc thăm dò thường niên có tên là Tình trạng của Đông Nam Á năm 2024 đã được Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, tức Viện ICS, Yusof Ishak, có trụ sở ở Singapore, tổ chức lần thứ 6 và công bố kết quả hồi đầu tháng 4. Những nhà thăm dò đã hỏi gần 2.000 người, chủ yếu là những người có học vấn, như những nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân và phân tích gia ở 10 nước ASEAN, về thái độ của họ đối với Mỹ, Trung Quốc, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường, cũng như quan điểm về những vấn đề địa chính trị trong khu vực và trên thế giới. Kết quả thăm dò cho thấy Trung Quốc đã soán ngôi Mỹ để trở thành siêu cường được các nước ASEAN ủng hộ nhất là ở Đông Nam Á, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông gần đây giữa Bắc Kinh và Manila. Hình ảnh bài trên VOA. Cụ thể, theo VOA, khi được hỏi nếu buộc phải liên minh với một trong hai nước Mỹ hay Trung Quốc sẽ chọn nước nào? Tính tổng cộng trên toàn khối có 50,5% người được vấn ý chọn Trung Quốc, nhiều hơn so với 49,5% chọn Mỹ. Chỉ mới năm ngoái, tỷ lệ chọn Mỹ là 61,1%, trong khi Trung Quốc chỉ được 38,9% số người tham gia chọn. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là 21% chọn Trung Quốc so với 79% chọn Mỹ. Còn ở Philippines, chỉ có 16,7% chọn Trung Quốc và có tới 83,3% chọn Mỹ. Quốc gia ưa chuộng Trung Quốc nhất đồng thời dè dặt với Mỹ nhất là Malaysia, 75% chọn Trung Quốc, theo sau là Indonesia, 73%, Lào, 70,6%, Brunei, 70,1%, Thái Lan, 52%, Campuchia, 45%, Myanmar, 42% và Singapore, 38,5%. VOA cũng cho biết Indonesia, Malaysia, Brunei đều là những nước có đông dân Hồi giáo, vốn bất bình với việc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas trên dải Gaza, trong khi Philippines và Việt Nam là hai nước có tranh chấp chủ quyền quyết liệt nhất với Trung Quốc trên Biển Đông. Vẫn theo VOA, mặc dù cũng giống như đa số người dân các nước Đông Nam Á khác, đông đảo người dân Việt Nam xem Trung Quốc là cường quốc kinh tế quan trọng nhất trong khu vực, nhưng chỉ có 12,3% người Việt được vấn ý hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và có đến gần 67% hoan nghênh sức mạnh kinh tế của Mỹ trong khu vực. Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Về vai trò địa chính trị trong khu vực, 46% người được vấn ý ở Việt Nam chọn Trung Quốc, nhiều hơn gấp đôi so với số chọn Mỹ là 21%. Nhưng lại có đến 96% người Việt nghi ngại về ảnh hưởng chính trị gia tăng của Trung Quốc, trong khi tỷ lệ lo ngại về Mỹ là 45%. VOA dẫn lời bà Hạnh Nguyễn, nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Đại học Quốc gia Úc, nhận định, so với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn do đối mặt với những thách thức an ninh từ Trung Quốc trên Biển Đông và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời có lịch sử quan hệ đầy sóng gió trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, bà cho rằng bên cạnh mối đe dọa về an ninh, Hà Nội cũng thấy được ở Bắc Kinh mối liên hệ ý thức hệ, mối quan hệ bền chặt giữa hai đảng Cộng sản, sự lệ thuộc nhau về kinh tế. Những yếu tố này đã dẫn tới cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn đối với Trung Quốc. Cách tiếp cận này, bà Hạnh lý giải là cân bằng giữa tăng cường can dự với Bắc Kinh, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, nhưng lại sẵn sàng đương đầu với Bắc Kinh khi cần thiết. Bà Hạnh cũng cho rằng nếu rơi vào tình cảnh như Manila trên Biển Đông và Việt Nam muốn điều chỉnh lại các mối quan hệ, thì trước hết họ phải tìm cách từ từ tháo ngòi nổ căng thẳng với Bắc Kinh thông qua kênh đảng. Bà cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ chọn cách đối phó với Hà Nội khác với Manila, vì giữa hai nước còn có mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, sự gắn bó về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc và khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt nghi ngại Trung Quốc vì cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn các nước trong khu vực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.